Ngày 10 tháng 3, tại khu du lịch sinh thái Hồ Yên Trung, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức chương trình gặp mặt đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn. Dự chương trình có các đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại chương trình, lãnh đạo thành phố đã thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển lĩnh vực du lịch dịch vụ, tiến tới tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Năm 2019, thành phố sẽ tiến hành thi công tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài đấu nối với tuyến tránh phía Nam dài 1,8 km, mở rộng nâng cấp tuyến đường từ chùa Trình Yên Tử đến chân chùa Suối Tắm, tuyến đường giao thông Uông bí Hải Phòng về môi trường, thành phố sẽ chấm dứt hoạt động các lò vôi thủ công, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp xe chở vật liệu vi phạm trên các tuyến đường nội thành, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường các tuyến đường giao thông, thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thành lập các tổ tuần tra nhân dân đảm bảo an ninh trật tự. Buổi gặp mặt ghi nhận nhiều ý kiến từ đại diện các doanh nghiệp phản ánh những khó khăn vướng mắc cũng như chia sẻ những ý tưởng kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trẻ trong đó mong muốn thành phố có các giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn vay, mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất, hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Trả lời ý kiến phản ánh của đại diện các doanh nghiệp, trong đó có ý kiến về việc hỗ trợ khởi nghiệp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông tin chính sách thành lập doanh nghiệp, phát triển ý tưởng khởi nghiệp, thuế và các thủ tục thuế đồng thời huy động vốn xã hội hóa để thành lập quỹ đầu tư thiên thần dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh niên có phương án khởi nghiệp khả thi. Đối với ý kiến về vấn đề chỉnh trang tuyến phố Quang Trung, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết thành phố sẽ thực hiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trồng cây xanh, lắp đặt biển báo giao thông tại tuyến phố Quang Trung trong thời gian sớm nhất đối với các ý kiến còn lại đồng chí khẳng định trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp ổn định sản xuất phát triển kinh doanh